Bác sĩ ơi, sao ngoại tôi bị xỉu vậy? Bà có căn bệnh huyết áp cao. Trước khi ăn uống có kiêng cữ gì cho bà không? Dạ có chứ. Từ lúc bà chủ tôi bị bệnh, tôi nấu thức ăn cho bà chủ tôi nấu cái gì tôi cũng nêm lạc hết đó. Nhiều khi tôi nấu canh á, tôi chỉ nêm một chút xíu muối bằng cái đầu muỗng cà phê thôi à. Dạ phải đó bác. Đồ ăn của ngoại chú đều nấu riêng hết, cử ngọt, cử mặn, cử cả dầu mỡ luôn, làm y như lời bác sĩ dặn vậy đó. Gia đình có cho bà uống đúng toa hay thêm bớt tùy tiện gì không? Cô cho tôi coi cái toa. Dạ. Đây bác sĩ. Vậy bác có cho bà uống đúng liều trong cái toa này không? Dạ, dạ thưa có. Dạ, dạ cái thứ này nè, dạ là một ngày 2 viên, sáng tối. Dạ còn cái này là uống buổi trưa, một lần nửa viên. Dạ còn cái này là uống một ngày 3 lần sau bữa ăn. Như vậy là sai rồi. Hả? Đó là thuốc hạ huyết áp, không nên cho bà uống nhiều. Đáng lý gia đình phải đọc kỹ cái toa này rồi cho bà sử dụng chứ. Tôi sẽ bổ sung cái toa khác cho bà. Bộ chú cho ngoại uống lộn thuốc hả? Đâu có, nó ghi một ngày 3 viên. Ủa mà sao giờ có 1 viên 1 hả? Bà nhú lẩm cẩm, sẽ không bao giờ biết có một toa thuốc giả. Mày cũng thấy bà lẩm cẩm phải không? Nè, dù cho tao không gài bẫy á, thì mắt của bà cũng tèm nhèm rồi, không có phân biệt nổi thiệt hay giả đâu. Chỉ cần giết ẩu một chút thôi là lừa được bà rồi. Tao nói chính xác có phải không bé con? Càng nuôi mày tao càng thấy cưng nha. Nếu mày là con tao á, thì tốt quá. Hoặc là phải chi tao có con với ba của mày á. Không lẽ mắt chú có vấn đề? Thôi chú Năm ơi, giờ con quyết định vậy nè. Từ nay thuốc men của ngoại với con chú cứ giao cho chị Phi đi, chị ấy tỉ mỉ hơn nhiều. Chú xin lỗi con. Lần sau chú sẽ cẩn thận, chú không có để cho phạm lỗi như vậy nữa đâu. Thôi, chú lớn tuổi rồi, lại quán xuyến công việc nhà rất là nhiều. Chú bận tối mày tối mặt, cho nên chắc là bị qua mắt nhìn lộn đó. Nhưng mà thuốc là không thể nào uống lộn được. Chú hiểu con nói không? Ý của con là chú già rồi, chú lẩm cẩm phải không? Thôi được rồi, con là chủ mà, con nói sao thì chú nghe vậy. Bây giờ con ở lại đây canh chừng bà chủ, chú đi ra ngoài chú đóng tiền viện phí